cái gì vậy? Trà đưa à, có thể đó là... Để coi viết cái gì đây. Lá thư này sẽ mang tới cho bạn một sự may mắn không sao tả nổi. Theo truyền thuyết bắt nguồn từ hàng ngàn năm trước ở nước Anh. Đây là một lá thư dây chuyền đó. Nếu trong vòng 4 ngày bạn không gửi đi 7 bản sao của nó, bạn sẽ gặp xui xẻo. Mình không có thời gian để sao chép nó thành 7 lần đâu. Là ai chứ? Rốt cuộc ai đã gửi lá thư này cho mình hả? Để mình giúp bạn tìm thủ phạm nha. Vật chứng duy nhất chính là lá thư này. Chỉ cần đem nó tới phòng khoa học hình sự lấy dấu vân tay là ra thủ phạm ngay. Vậy chúng ta làm bằng cách nào? Cái đó thì mình cũng không biết. Tại đi, mình sẽ không tin vào mấy cái chuyện này đâu. Hôm nay lớp mình sẽ chịu trách nhiệm dọn dẹp sân trường. Vậy mà mình lại tới trễ rồi. Phân chó ở đâu ra vậy nè? Mình đã quên mang theo đôi dép để thay ra. Đất sét dành cho lớp nghệ thuật cũng không mang theo luôn. Không sao, trên đường đi mình vẫn có thể mua được mà. Nhưng mình cũng quên cái bóp luôn rồi. Bạn đang làm cái trò gì vậy? Đó là cái giá cho việc chế giễu em trai đô mắt của mình. Đây là bạn có đúng không? Mắt của bạn bị lét hả? Mình có chỗ nào trông giống nó đâu. Kìa, là người đó. Thiệt là đã trễ rồi còn gặp mấy cái chuyện gì đâu không à. Ủa nhưng mà mình đang ở chỗ nào vậy kìa? Trời ơi, nhưng tại sao lúc này còn lạc đường chứ? Nè, hôm nay lớp mình được chỉ định dọn dẹp sân trường. Mà sao giờ này bạn mới tới vậy? Xin lỗi nha, hồi sáng mình bị lạc đường. Bạn nói là bạn đã bị lạc đường á hả? Lại đúng vào ngày lớp mình phải dọn dẹp sân trường sao? Nhưng sao lại có mùi cá ở đây vậy cơ? Đúng rồi ha, người bạn ấy có cái mùi như phân chó và nước cống trộn lại. Em đã quên mang theo tiêu rồi hả? Sáng nay lại còn đi trễ không làm vệ sinh lớp. Mau xuống cuối lớp đứng giơ tay lên cho cô. Lại là chơi cha đua sao? Em có thể dùng bã của cục gôm để thay thế cho đất sét mà cô. Không sao chép lá thư nên bạn mới bị xui như vậy hay không? Có khi nào là vậy thiệt không ta? Nhưng mà mình không tin mấy cái trò mê tín đó đâu. Cái này không phải mê tín mà là thư dây chuyền đó. Để đọc thử coi. Sao 4 ngày phải là 30 bản? Nếu để qua một tuần, bạn phải gửi đi là 100 bản. Chắc 100 bản lận hả? Cái này giống như là đang ngồi chép phạt, em xin lỗi vậy. Hoàn thành rồi. Ủa, cái này là gì vậy con? Cha đua của chúng ta trưởng thành rồi nha. Hôm nay còn biết viết thư cảm ơn gửi cho ba mẹ nữa nè. Dạ, mọi người ăn nha, con phải đi học đây. Trời cha đua, con xin lỗi mẹ, nhưng mẹ có đôi cánh tay rất là khỏe mạnh, viết 30 lá thư sẽ không mất thời gian nhiều đâu. B-
mình cứ thấy sao sao á. Chỉ vì muốn được giải thoát mà khiến cho bạn học khác phải chịu khổ sở thì thiệt là... Dù sao cũng đã chép lại rồi, mình có nên tặng cho cô giáo nhân từ một bản không ta? Nè 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 nè, bạn dẫm lên đường biên rồi kìa anh Huy. Mình không có nha. Hả, bạn nói cái gì chứ? Nè, bạn nhìn thấy có đúng không? Bạn ấy đã dẫm lên đường biên đó. Mình không có nhìn thấy gì hết. Hả? Nè, bạn ganh tị với sắc đẹp của mình có đúng không? Người đẹp như mình sẽ không bao giờ nói dối. Cái gì vậy trời? Cẩn thận đó nha. Cẩn thận nha. Dài chưa? Xém chút là chết rồi. Nè, bộ bạn muốn ám sát mình hay sao vậy hả? Mọi người nghe đây, tập trung tấn công Shadow. Cái gì là sao? Có chuyện gì vậy nè? Đừng để cho Shadow có được bóng nghe chưa? Mau ném cho người kế bên các bạn đi. Minji à? Cứu ném lốc xoáy. Sến Hôn à, bạn chưa bao giờ tham gia lớp thể dục mà sao hôm nay lại chuyên nghiệp quá. Ba của con huyền thoại Đốc Bột xin hãy ban cho con sức mạnh. Nhưng ba của bạn là một doanh nhân mà. Cú ném sấm sét. Shadow à, bạn có sao không vậy? Hãy coi mình đây. Các bạn mau buông mình ra. Chuyện này là sao hả? Không phải là em cô ơi, là do bạn Đôn Đôn gây sự với em trước mà cô ơi. Minji à, Shadow chính là người gây chuyện, hút Shadow nha. Nói chung là cô đã tận mắt nhìn thấy em đang đánh bạn, cho nên cô phạt em dọn dẹp nhà vệ sinh trong một tháng. Thật là uổng công mình coi các bạn là bạn, còn lo cho các bạn chịu khổ khi nhận được lá thư dây chuyền. Thôi được rồi, đã vậy thì đừng có trách mình. Hãy chờ xem mình sẽ làm gì. Mình sẽ biến thành nữ thần xui xẻo. À không, mình sẽ phân phát những lá thư xui xẻo cho các bạn. Sao hôm nay bạn vui quá vậy hả? Có phải là bạn đã phát hiện được gì rồi hay không? Bạn gì nữa đây? Sao tự nhiên lại quan tâm tới kẻ thù của công chúng như mình vậy hả Minji? Ủa, cái này là... Mừng ngày sinh nhật dễ thương. Mừng ngày sinh nhật đáng yêu. Mừng ngày đó cha đâu sinh ra đời. Hãy hát vang lời chúc mừng. Chúc bạn sinh nhật vui vẻ nha. Đây là quà của mình. Nó là phiếu hẹn hò chính tay mình thiết kế đó. Hôm nay mình hơi bận rộn nên tụi mình hãy đặt lịch hẹn vào ngày mai nha. Chúc mừng sinh nhật bạn nha Shadow. Tụi mình đã lên kế hoạch để tổ chức bữa tiệc bất ngờ này cho bạn đó. Mọi người đều háo hức lắm đó nha. Đây chính là ý tưởng của Yunsak á. Bạn nên mời mọi người đến Burgerland để ăn mừng đi. Sinh nhật của bạn mà. Hơi nhàm chán thiệt. Cảm ơn mọi người nhiều lắm. Mình không biết nên nói gì nữa. Mọi người à, sao chúng ta không ra ngoài và chơi bóng đi ha? Nhưng mà Danny định thổi một bài nhạc để tặng cho chúng ta đó. Mọi người cứ nhìn mình như vậy, mình thật sự không thể thổi được. Rồi, không thổi được cũng không sao đâu. Bây giờ mọi người cùng ra ngoài chơi bóng với nhau đi.
Và khi mọi người ra ngoài hết thì mình sẽ lấy lại các lá thư. Ủa, đây là cái gì vậy? Là một lá thư sao? Nè, khoan đã, đó có phải là thư dây chuyền không? Hả? À, mình cũng có một lá nữa nè, giờ phải làm sao đây? Mình cũng có nè. Mọi người ơi, mấy chuyện này chỉ là mê tín thôi mà, cho nên hãy mau quên nó đi ha. Bạn là người đã gửi thư đúng không? Trời cha đu, bạn là người duy nhất trong lớp này không nhận được thư. Khoan đã, mình không biết là bạn đang nói gì hết. Tụi mình cùng nhau hát lại bài chúc mừng sinh nhật đi ha. Trời cha đu. Ủa? Đây là... Thời tiết hôm nay đẹp quá. Có lẽ mình nên dẫn mấy đứa nhỏ ra ngoài chơi mới được. Mình nói là bạn dừng lại đi mà. Mình có làm cái gì đâu. Đã nói là đừng đạp lên chân của mình nữa. Nhưng mình không có cố ý mà. Đừng bắt là sợ. Thiệt là chơi chơi đu kiếm sơn đó. Hai em bao giang lại cho cô. Mấy ngày nay cô đã để ý hai em. Cô cảm nhận được cả hai em đều không tôn trọng đối với bạn của mình. Cho nên cô đã quyết định cô sẽ đưa ra một trò chơi có tên là thần hộ mệnh. Luật lệ của trò chơi thần hộ mệnh này thật sự rất đơn giản. Mỗi em sẽ lấy một cái tên bên trong cái hộp này, và các em phải bảo vệ và chăm sóc cho người đó trong vòng một tuần. Thật hay quá. Làm thần hộ mệnh sao? Nhưng nguyên tắc quan trọng nhất trong trò chơi thần hộ mệnh này đó chính là các em không được để cho người bạn đó phát hiện ra. Điều đó tức là các em phải giúp đỡ và bảo vệ người bạn đó trong vòng một tuần mà không để bạn ấy phát hiện. Trò chơi rất thú vị. Mình rất thích trò này. Chẳng có gì thú vị hết. Nếu bảo vệ lầm người thì sẽ là một tuần đầy đau khổ của mình. Được rồi các em, bây giờ hãy xếp hàng để lên bốc thăm người bạn của mình đi nha. Thần hộ mệnh. Lên đi. Chào bạn Chadu. À ha, chắc bạn bốc trúng tên Chadu. Có bao giờ bạn chào hỏi Chadu đâu. Cô đã dặn rồi, không được để bị phát hiện ra thần hộ mệnh của mình là ai. Ủa nhưng mà là mình thiệt á hả? Thôi đây, bạn đừng ở đó nằm mơ nữa. Mình chào bạn là vì cảm thấy cuộc cãi nhau ngày hôm qua không hay thôi. Trời ơi, ồn quá. Ủa? Hơi đúng là đám trẻ con. Các bạn cứ y như là đang học lớp mẫu giáo vậy á. Chắc bạn là thần hộ mệnh của ai ở đây rồi. Trước giờ bạn đâu có nói chuyện với tụi mình. Hôm nay ai trực lớp vậy hả? Sao không chịu dẹp thùng rác? Chắc bạn là thần hộ mệnh của bạn ấy rồi. Nếu nói cho bạn ấy biết thì chắc chắn bạn ấy sẽ không la nữa. Cái gì hả? Minchi à, bạn hãy trả cuốn tập toán lại cho mình có được không vậy? Mình để quên ở nhà mất rồi. Minchi à, nếu như bạn bỏ quên, có nghĩa không phải là thần hộ mệnh của mình rồi đúng không? Mình đã giỡn đó, mình có đem thêm nè. Nè các em, ngày hôm nay cô muốn cả lớp chúng ta hãy trình bày theo nhóm về chủ đề mà cô đã cho tuần trước. Các em chuẩn bị xong chưa? Không biết phát minh nào các em sẽ đưa ra thảo luận đây. Cô đang háo hức quá. Mọi người đều làm một đề tài có đúng không? Mong các bạn đừng xỉu khi nhìn thấy phát minh của mình. Minchi à, chắc chắn bạn còn nhớ chứ. Mình đã thật sự rất khó chịu khi đồng xu của mình đã lăn ở dưới tủ áo và rất khó khăn mới lấy ra được. Và bây giờ, nếu như gặp chuyện đó xảy ra, các bạn có thể sử dụng cái này. Thiết bị thu thập đồng xu. Cái đó mà là phát minh sao? Phát minh này thật sự rất là thú vị Chandu à. Nhưng mà Nam Trâm không hút đồng xu được. Và dù có thể hút được đi nữa, nếu như đồng xu nằm ở xa cũng đâu có hút tới được. Nó có thể kéo dài ra được, giống như vậy nè. Cái đó có thể dơ tới trần nhà. Bạn mau im đi, tên mọc đáng ghét kia. Bạn bị gì vậy? Mình thấy cũng hay mà. Vậy nhóm chúng ta sẽ trình bày cái này. Cái gì chứ?
bạn bốc thăm trúng trà đu phải không? Các em chú ý, mỗi nhóm cử một bạn lên đây trình bày giùm cô đi nào. Phát minh của nhóm tụi mình là thiết bị thu thập đồng xu. Nó có thể giơ tới bất cứ đồ vật gì, bởi vì có thể kéo dài ra. Được rồi, bạn ráng chịu đau nha. Nó không nhúc nhích chút nào sao hả? Lớp phó là thần hộ mệnh của Đạt Ghi. Mình sẽ ra ngoài chơi, bạn đi chung không? Các bạn tính đi đâu chơi ạ? Đi hái hạt dẻ. Đó là ý của bạn muốn thôi. Bây giờ chúng ta sẽ đi đến nhà mình cùng ăn uống và sau đó chơi trò chơi điện tử. Nhưng mà mình lại muốn đi hái hạt dẻ. Gì hả? Vậy cha luôn chính là thần hộ mệnh của Yun Sức có phải không? Ây cha, có quá trời hạt dẻ luôn kìa. Hình như bạn không vui khi tụi mình đến đây hái hạt dẻ đúng không vậy? Hãy hái và nướng hạt dẻ ăn đi. Có hiệu quả không đó? Mình đã mang theo một vũ khí bí mật đây. Cái nam châm này rất mạnh, vì vậy nó sẽ thật sự rất hữu ích đó. Đây là lý do mà bạn muốn dùng phát minh của mình có đúng hay không? Sao hả? Vậy bạn nghĩ nó phù hợp với việc gì ngoài hai trái cây đây? Mọi người nhanh đây nè, gài ra. Thiệt là mình không tin tưởng bạn nói chút nào. Cẩn thận đường. Cha Đu à, bạn không sao chứ? Chân của bạn bị thương rồi kìa. Cha Đu à, bạn có thể đi được không? Bạn không sao chứ? Nè Yun Sức à, tất cả cũng là lỗi của bạn đó. Chính bạn là người muốn như vậy mà. Bạn là thần hộ mệnh của Cha Đu đó hả? Gì vậy? Trời mưa sao? Chúng ta phải nhanh chóng về nhà thôi. Mưa lớn quá nên nước dâng lên rồi. Cha Đu đâu rồi? Nhưng tại sao chỗ này trơn quá vậy? Chân đang bị thương thì không thể tự mình đi qua chỗ này được đâu, bạn hiểu chưa? Bạn vừa mới nói cái gì? Đây là lỗi của ai chứ? Mình có thể tự đi đường bu tí ra. Coi nè. Nè, để mình cõng bạn. Bạn nói cái gì hả? Lên lưng mình đi, trời đang mưa lớn lắm, nhanh lên. Mình không có bị điên đâu, bạn hãy mau tránh ra chỗ khác đi, nhanh lên. Bọn họ đang làm cái gì vậy? Thì mình vẫn có thể tự đi được mà. Đừng có lo nhoi nữa, khó trọng hơn á. Nè Yun Sức à, mau bỏ mình xuống đi. Bỏ xuống ngay. Thật tốt quá, cuối cùng cũng hết mưa rồi. Cha Đu à, bạn có sao không vậy? Tỉnh lại đi. Nè cháu gái, con cảm thấy sao rồi? Nè bác gì ơi, bạn ấy không sao chứ? Sẽ không sao đâu mà, cô bé vẫn thở bình thường, chỉ là bị choáng một chút xíu mà thôi. Nếu như vậy thì bạn ấy có cần làm hô hấp nhân tạo hay không vậy? Hô hấp nhân tạo cũng tốt. Nếu biết cách hô hấp nhân tạo thì bạn hãy xung phong đi. Nhưng mình nghĩ ở đây chỉ có mình mới biết tại sao bạn ấy bị choáng và biết cách hô hấp nhân tạo. Cha cha, nhìn Cha Đu thật tội nghiệp. Làm ơn tránh ra một bên. Cha
hôm nay trò chơi thần hộ mệnh sẽ kết thúc. Thật buồn quá đi. Tuần vừa qua thật đúng là rất thú vị. Đúng vậy đó, trò chơi kết thúc thật là buồn. Mình cũng thích trò chơi thần hộ mệnh này. Ủa? Nè Đôn, Đôn, mau xóa cái đó đi. Cô chào các em. Hôm nay là ngày kết thúc trò chơi thần hộ mệnh đúng không? Dạ. Do bởi vì hôm nay chính là ngày cuối cùng nên các em đã có thể được biết thần hộ mệnh của mình thật sự là ai. Chắc các em rất tò mò đúng không nào? Vậy thì các em hãy nói ra cho bạn mình biết đi nào. Vui sức. Mình không thể nào tin nổi sự may mắn lạ lùng này được. Là lớp đó. Không có vui chút nào. Mình thật sự không làm gì hết. Trời ơi, mình không thể ngờ là có thể bốc được cái tên riêng cho mình. Trời cha đu, mình đã cứu bạn ấy. Anh Hôi, bạn ấy rất ổn, như vậy mình đã không phải bảo vệ bạn ấy. Về nhà mình đã gặp cái tên Minchi và viết tên của cha đu vô. Nè cô giáo Ly, cô tạo ra trò chơi thần hộ mệnh trong lớp sao? Đúng vậy đó. Nhờ trò chơi mà trong suốt mấy ngày vừa qua, trong lớp tôi không có bất cứ một cuộc cãi nhau nào hết. Dạ thưa cô, cha đu và đôn đôn đánh nhau, mũi của họ đã bị chảy máu rồi. Vậy hả? Khi vừa nhìn thấy chủ nhân, thần đèn nói rằng sẽ ban cho Aladdin 3 điều ước. Nhưng Aladdin là một người tốt bụng, cho nên để dùng điều ước cuối cùng để giải thoát cho vị thần đèn khỏi cây đèn. Cuối cùng Aladdin trở nên giàu có và sống rất hạnh phúc suốt cuộc đời với công chúa xinh đẹp. Thần đèn. Alo Minchi nghe đây. Minchi hả? Nhà của bạn có cây đèn dầu nào không? À bây giờ không còn ai dùng đèn dầu nữa đâu. Chán ghê á, ước gì có cây đèn phép thuật giúp mình giàu có. Mình vừa mới đọc một câu chuyện nói về vấn đề này đó. Nhưng đó là chuyện cổ tích mà cha đu. Cũng đúng hả? Cha đu à, con có đồ gì không xài nữa hay không? Nếu con có thì mau mang ra đi hết đi. Mẹ đem bán bớt chứ giữ quải trong nhà chật lắm con. Dạ con không có. Không có hả? Vậy những thứ con chất đầy trên cái thùng ở trong phòng của con là gì đây? Có phải của con đâu, là của ba Bi hết đó. Mang hết đống đồ này ra sân cho mẹ đi, lát nữa mẹ mang bán. Sao lúc nào mẹ cũng kêu con làm mấy cái việc này vậy? Con nói cái gì á? Dạ con làm liền mà. Thiệt là sao lúc nào mẹ cũng kêu mình làm mấy công việc nặng nhọc không ạ? Chắc mình là con nuôi rồi. Hả? Đây là gì vậy ta? Cái này hình như nhìn có chút giống cây đèn thần ở trong truyện á. Mẹ ơi, đây là cây đèn hả mẹ? Đèn cái gì mà đèn? Cái đó chỉ là một cái ấm cũ mà bà cố của con đã từng xài qua thôi mà. Mẹ không còn xài tới nữa cho nên định đem bán luôn đây nè. Thiệt là không phải đèn hả mẹ? Ủa? Ai gọi vậy ta? Tiếc rồi. Vậy mà mình cứ nghĩ nó là cây đèn dầu chứ. Nhưng mà rõ ràng nhìn nó rất giống cây đèn vẽ ở trong sách mà. Nếu như đây là một cây đèn thì chỉ cần chà chà nó giống như vậy rồi bùm một cái. Cái gì? Ông ấy đã xuất hiện sau khi mình chà lên cái này. Cho ông xin lỗi nha cô bé. Ông dọa con sợ đúng không? Nhưng mà ông là ai mới được chứ? Con hỏi ông đó hả? Để ông nhớ coi, bình thường người ta vẫn hay gọi ông là Genie. Dạ, Genie sao? Ông thật sự là Genie hả ông? Đó là vì tên ông kết thúc bằng từ Gen mà. Nhưng nếu ông là Genie thì sao ông già quá vậy? Cái con bé này, ông không già, ông chỉ hơi lớn tuổi thôi. Mà con đang nghĩ cái gì vậy hả? Phải rồi ha, Genie chắc cũng 100 tuổi rồi chứ ít gì nữa. Chà, còn có nhiều đồ cũ quá ha. Cái ấm này còn xài không? Nếu không thì cho ông đi. Cái này sao ông? Ông thật sự muốn có nó hả? Tất nhiên rồi, nhưng ông cần đánh giá xem ông phải trả cho con bao nhiêu tiền. Ý
ông là những điều ước của con sao? Đó, điều ước. Nếu con muốn nghĩ như vậy cũng được. Con gái à, mau đưa nó cho ông. Bây giờ vẫn chưa được đâu. Chừng nào ông thực hiện cho con ba điều ước xong con sẽ được. Ba điều ước lận. Con đúng là một đứa trẻ tham lam. Nhưng tại sao con lại cần những điều ước này? Con phải kiểm tra trước xem ông có đúng thật là genie hay không cái đã. Cho nên điều ước đầu tiên của con chính là con muốn có một chiếc xe đạp. Ông tặng xe đạp cho con đi ông. Một chiếc xe đạp. Dạ. Điều ước đầu tiên của con là có một chiếc xe đạp. Một chiếc xe đạp sao? Cái này ông không có. Nếu như ông có thể làm cho những điều ước của con lần lượt trở thành sự thật thì con sẽ dùng điều ước thứ ba của mình để giải. Ông ấy đi đâu mất tiêu rồi? Nhưng mà ông đã nghe được những gì con nói rồi có đúng không? Dạ dạ, tôi đang định gom bán hết mớ đồ đồng nát ở trong nhà đây nè. Nếu bên nhà chị cũng có thì cứ mang hết qua đây bán chung với tôi luôn cho tiện. Dạ, gặp chị sau nha. Ủa Shadow à, sao con giữ cái ấm của bà cố lại làm gì vậy con? Mẹ ơi mẹ, đây không phải là cái ấm bình thường đâu. Chúng ta không thể bán nó được, nó rất là đặc biệt đó. Mẹ biết, nhưng bà con đã nói là mẹ có thể bán nó đi mà. Dù con có giữ lại cũng không xài nữa đâu. Nếu như mẹ đã không cần nữa thì con sẽ giữ nó. Hình như là lúc biến mất ông ấy cũng không nói là khi nào sẽ quay trở lại. Trong này không có cái gì hết. Sao kỳ quá vậy? Chắc là ông ấy đang đi lấy xe đạp cho mình. Thật sự có một chiếc xe đạp kìa. Đây là tất cả những gì ông có đó. Nhưng mà ông ơi, sao chiếc xe này lớn quá vậy? Với lại nhìn nó cũng mềm nữa chứ. Tuy cũ nhưng nó vẫn còn dùng được. Chờ con cao hơn một chút là có thể đi được rồi. Có lẽ ngay từ đầu mình nên ước rõ đó là xe đạp dành cho trẻ em. Dạ thôi không sao đâu. Nói điều ước không rõ ràng dẫn tới sai lầm là lỗi của con mà. Cha Đu ơi, vô đây mẹ nhờ chút nè. Dạ con nghe rồi, mẹ chờ con một chút. Ông ấy lại đi đâu mất tiêu rồi? Cái này mẹ soạn rồi, con mang ra ngoài sân để đi. Nhanh lên. Mẹ à, mẹ đừng kêu con làm mấy công việc này nữa. Ý con là sao hả? Chỉ một chút nữa thôi, con sẽ mang về cho mẹ một đống tiền nhiều ơi là nhiều luôn. Con bé nó bị gì vậy cả? Tại sao ông ấy lại không xuất hiện chứ? Này ông Genie ơi, mau xuất hiện trả điều ước cho con. Chào con gái, con kêu ông hả? Ông ơi, tại sao ông lại đi chậm quá vậy? Lẽ ra ông phải xuất hiện ngay khi con vừa mới chà tay vô cái ấm này mới đúng chứ. Ông xin lỗi nha, tại ông có việc bận mà. Ông ơi, bây giờ con có điều ước thứ hai dành cho ông đây. Còn nói gì, một điều ước nữa sao? Điều ước đó chính là hãy giúp con trở nên giàu có. Giàu có hả? Cụ thể ý con là gì? Nếu như phải nói một cách rõ ràng thì con muốn ông đưa tiền cho con. Hả? Phải đưa tiền sao? Nếu vậy thì ông phải tính toán cái đã. Đây nè, ông trả như vậy là rất rộng rãi rồi đó. Thiệt luôn kìa. Ông ơi, cái sắp này cũng dày quá đi. Trời đất ơi, tuyệt vời quá. Từ nhỏ tới giờ đây là lần đầu tiên con cầm trong tay số tiền lớn tới như vậy đó. Con cảm ơn ông nhiều lắm. Bây giờ con đã vui chưa? Dạ đúng rồi ha. Ông ơi, ông đứng đây chờ con một chút. Được thôi, ông cũng không định đi đâu. Mẹ ơi mẹ. Đây là gì? Mẹ cứ cầm số tiền này và mua những gì mình thích đi mẹ. Đây là tiền của con đó. Shadow à, ở đâu mà con có nhiều tiền quá vậy? Không, cái này mẹ không cần phải biết. Một cô gái tốt sẽ luôn đặt hạnh phúc của gia đình mình lên trên tất cả mong muốn của bản thân. Sơ sơ cũng 10 tờ, vậy là khoảng 10.000 won á nha.
Quang hậu, bây giờ điều ước thứ hai đã thành sự thật rồi. Mình nên dùng điều ước thứ ba để giải phóng cho Ginny, giống như trong truyện vậy đó. Hay là mình ước thêm một điều khác nữa ha. Thiệt là khó nghĩ rồi. Chào mẹ bọn trẻ. Dạ chào ông Ginny. Đây là toàn bộ số đồng nát mà tôi gom được cho lần này. Cảm ơn cô nhiều lắm. Vậy hôm nay ông định sẽ cho tôi bao nhiêu bắp nổ đây? Cái đó hồi nãy con gái yêu của cô yêu cầu tôi đưa tiền, cho nên tôi đã đưa cho cô bé 10.000 won. Ôi trời đất ơi, ông đã đưa tiền cho nó sao? Ôi thì ra là như vậy. Tôi cũng đưa thêm cho con bé một chiếc xe đạp cũ nữa. Cô cứ giữ lại mà xài đi. Có vẻ con gái cô thật sự muốn có một chiếc xe đạp đó. Chiếc xe đạp ở trong sân là của ông sao? Ôi trời ơi, cảm ơn ông nhiều lắm. Không không, cô không cần khách sáo. Dù gì tôi cũng đang định bán nó cho bãi phế liệu. Nói thiệt là tôi cũng không biết phải cảm ơn ông như thế nào cho phải nữa. Không cần, không cần đâu mà. Cha đù ơi. Ôi trời. Ôi, con bé ngủ mất tiêu rồi. Thì ra con bé nghĩ nó là đồ cổ cho nên mới khư khư giữ lại như vậy. Mình phải đem bỏ cái này trước khi con bé thức dậy mới được. Trời ơi, nó biến đâu mất rồi. Cây điện thần, à không, cây ấm của con biến đâu mất tiêu rồi mẹ ơi. Con bé bị làm sao vậy? Em cũng không biết. Không chịu đâu, cây ấm của con, cây ấm của con, Ginny của con đi đâu mất. Chị chảy lùm lùm hết trơn rồi kìa. Cái con bé này, mình linh cảm nó sẽ nói ra cái điều gì đó rất đáng sợ. Con không biết đâu, không biết đâu. Con vẫn còn một điều ước thứ ba chưa kịp ước nữa. Nếu như dùng điều ước đó để trả tự do cho ông ấy, con có thể nhận được vàng bạc trang sức và nhiều thứ khác nữa. Đèn thần của con, nghe âm của con, trả lại cho con. Mắc cười ghê. Cái ấm đó có gì đặc biệt đâu mà sao con bé cứ làm ầm ĩ lên vậy không biết nữa. Chắc là cái ấm đó có ý nghĩa đặc biệt với con bé này nó mới như vậy. Cái ấm cũ rất như vậy thì có ý nghĩa gì đặc biệt với nó? Ủa ve chơi đồ máy tivi hư cũ đồ ban này. Khoan đã ông ơi, chờ tôi một chút. Ông ơi, chờ tôi một chút đây. Làm sao đây, làm sao bây giờ đây? Đừng có lo lắng, chỉ là một cái mục lẹo thôi. Mẹ sẽ tống khứ nó đi chứ còn. Mẹ sẽ lấy cái đó đâm vào mắt con hả? Chỉ cần đưa tay ra thôi. Con sợ lắm. Sự xuất hiện của bác sĩ cha. Làm như vậy thiệt sự là có tác dụng hả mẹ? Dĩ nhiên rồi. Nhưng chỉ mới là sơn móng thôi. Đưa mẹ cây nhíp. Đem cái này chôn ở trong giường, rồi dậm chân thật mạnh, sau đó xoay 3 vòng rồi đọc thiệt lớn câu tiêu thì rất cay. Tiêu thì rất cay, tiêu thì rất cay, tiêu thì rất cay. Làm vậy là có thể hết thiệt tiêu sao? Rất cay. Mẹ ơi, con đau bụng. Vậy hả con? Con đau ở bụng trên hay là đau bụng dưới? Đau bụng trên hay đau bụng dưới có gì khác nhau không hả mẹ? Con thấy chỗ nào cũng đau hết. Mẹ ơi, mẹ cho con một chút thuốc tiêu hóa đi. Mẹ à, con nghĩ là thằng bé chỉ đang giả bộ đau bụng thôi à. Không có đâu. Anh đau bụng quá. Ôi trời ơi, chắc là khó tiêu rồi. Để mẹ thuốc cho con nha. Đưa mẹ cây kim. Cột ngón cái. Bụng của con có còn đau không? Có cần mẹ làm ngón tay bên kia luôn hay không? Mẹ ơi, bụng con hết đau rồi nè. Ôi trời đất ơi, môi của anh bị nứt hết rồi kìa. Dùng cái này đi, nó chuyên trị cho trường hợp bị nứt môi đó. Mẹ ơi, cái lẹo biến mất rồi. Bây giờ con lại xinh đẹp như xưa rồi. Đôi môi nứt nẻ của ba cũng đã tốt lên rồi kìa. Ha
sai thiệt đi Barbie à. Mới hôm qua em giả bộ có đúng không? Em không biết, em không có. Tối qua bụng em rất đau nhưng giờ thì hết rồi. Chân của con bị chuột rút hả? Trên hay đau bụng dưới vậy? Bụng nào cũng đau hết, đau quá. Trên đường à, tụi mình mau báo với cô giáo và đưa bạn ấy đến phòng y tế đi. Bây giờ đã trễ rồi, không còn thời gian nữa đâu. Hôm qua và hôm nay bạn đã ăn những gì? Mình đau sắp chết rồi nè. Gà rán, pizza, cơm cuộn, sushi, mì ramen, mì tương đen, sườn chua ngọt, mì ý, sườn cốt lết, khoai tây lát, bánh gạo cay, bánh rán, dồi lợn, mì nước, bánh su kem, bình su đậu đỏ, kem que, mì Hàn Quốc dồi lợn, sữa sô-cô-la, có nhiêu đó thôi à. Bạn ấy đã nói dồi lợn tới 2 lần. Trời ơi, bụng mình đau à. Bộ bạn đã đi ăn buffet hả? Đó là những món mà mình thường ăn thôi mà. Chắc là ngon lắm ha. Ăn uống như một con heo vậy đó. Mình sắp chết rồi phải không? Với tình trạng này thì bạn sẽ bể bụng cho mà coi. Đừng mà. Nhưng nếu như bạn làm theo lời của mình thì sẽ không sao. Nè, bạn hãy vô nhà vệ sinh đi, khẩn trương lên. Và khi bạn đi ra thì tắm mũi giống như vậy và đọc câu tiêu thì rất cay. Tiêu thì rất cay, tiêu thì rất cay. Dịu thiệt á, bụng của mình hết đau rồi. Chadu đã cứu được Đơn Đơn thành công rồi. Chadu à, cảm ơn bạn. Mình đã đối xử không tốt với bạn nhưng bạn lại cứu mạng của mình. Là một bác sĩ thật thụ sẽ không bao giờ bỏ mặc bệnh nhân nào hết. Các bạn đi đâu á? Trường mình có một bác sĩ thần diệu lắm, nghe nói cô ấy có thể chữa bất cứ bệnh nào. Nhưng bác sĩ đó là ai? Đó chính là bác sĩ Cha. Nè nè, các bạn trật tự đi, không được chen lấn đó nha. Cứ mỗi lần nhìn thấy bạn là tim của mình bắt đầu đập thình thịch luôn. Mình bị làm sao vậy? À, bây giờ tim của mình như muốn nổ tung luôn. Uống sữa xong rồi thì đi ngủ đi. Xin mời bệnh nhân tiếp theo. Cảm ơn bạn nhiều. Hay, không cần phải cảm ơn mình đâu. Mình không thích nên mới đưa nó cho bạn đó. Mau nói đi, vấn đề của bạn là gì đây? Hả? Bạn có triệu chứng giống y hệt Sơn Hun luôn. Gì chứ? Sao mình lại có cùng triệu chứng như Sơn Hun được? Đây nè. Đó là gì vậy? Là thuốc chứ còn gì nữa. Cái mùi ghê quá. Trông mặt quá đi. Đau quá cái đầu gối. Ba làm sao vậy? Ôi trời ơi, anh phải cẩn thận hơn chứ. Cùng rửa vết thương mình để đây đâu mất tiêu rồi. Không sao, lấy phân chó dùng thay cũng được. Hả? Mình phải ghi chú lại, phân chó cũng là một phương thuốc. Hôm nay có ai bị bệnh gì không? Hả? Mình đã tìm thấy đối tượng rồi. Xin chào, hôm nay bạn có cảm thấy ổn hay không? Ngoại trừ căn bệnh ngày càng xinh đẹp thì mình rất ổn. À, với chuyên môn của một bác sĩ thì mình có thể nói là bạn đang ở giai đoạn 4 của bệnh công chúa. Bạn không thấy da của bạn nhìn hơi xám màu hay sao hả? Có thật không? Đúng là hơi xám thiệt á. Thấy chưa? Đó chính là triệu chứng của giai đoạn 4 căn bệnh công chúa. Và khi bước vào giai đoạn 5, mặt của bạn sẽ bị biến dạng và chuyển thành bà phù thủy già. Mình phải làm sao? Nói cho mình biết đi, có cách nào để chữa? Hiện tại vẫn chưa có cách gì, nhưng đã được triển khai nghiên cứu rồi.
hình như có một cách đó. Theo tương truyền thì đây là một phương thuốc có thể trị bách bệnh. Phân chó có thể thay thế được. Phân chó có thể thay thế được. Phân chó có thể thay thế được. Không cần phải lo lắm đâu. Cho mình một ngày là được rồi. Mình sẽ đưa ra phương thuốc đặc biệt cho bạn. Thật sự chúng ta phải làm chuyện này á hả? Đúng là có hơi phiền phức. Nhưng mà bạn ấy là bệnh nhân của mình. Mà bác sĩ thì không được phép bỏ mặc bệnh nhân của họ. Đã có thuốc thần kỳ. Bạn định làm gì với cái này hả? Đây chính là thuốc dùng để chữa bệnh công chúa cho anh Hôi. Cái gì? Bạn nói đây là thuốc á hả? Chắc chắn là nó sẽ hiệu quả hay không? Mặc dù các nhà khoa học đã phát hiện kháng sinh có từ nấm nhưng mà... Bạn lại đang làm gì nữa nhân? Mình đang xử lý chúng với âm nhạc và tình yêu để chúng đạt được hiệu quả cao nhất. Nhưng chúng không phải thực vật, cần gì âm nhạc chứ? Ai đang thổi sáo vậy? Muốn kéo rắn vô nhà hay sao? Phần chó chữa bệnh gì? Phần chó... Không có phương thuốc nào làm từ phần chó hết. À, cuối cùng cũng xong rồi. Đây chính là thuốc của bạn đó anh ơi. Cảm ơn bạn Shadow. Có thật là nếu dùng cái này mình có thể giữ được làn da xinh đẹp của mình không? Tất nhiên rồi. Mình là người thầy thuốc, không bao giờ bỏ mặc bệnh nhân. Không xong rồi, không xong rồi. Bạn đừng đưa thứ đó cho anh hơn mà cho đâu. Đừng giận mà Shadow, mình đã kiểm tra bách khoa toàn thư nhưng không có phương thuốc nào làm từ phân chó luôn. À, thôi quên đi, bạn cứ về làm bạn với bách khoa toàn thư đi. Shadow à, mình nghĩ bọn chúng đi theo bạn đó. Có lẽ chúng ngửi được mùi phân chó trên người của bạn. Chị đúng là sướng thiệt đó. Chị sắp được đi xem múa ba lê với ba mẹ rồi. Hả? Chị xin lỗi nha. Ba mẹ cũng rất muốn dẫn em theo. Nhưng chúng ta chỉ có ba vé thôi. Hơn nữa em và chị Shadow đang bị cảm cúm nên không thể làm khác được. Hay làm gì mà ồn ào quá vậy? Đi xem mấy người múa ba lê ổng ẹo nhảy vòng quanh với mấy trái banh thì có gì là đặc biệt? Chị không hiểu về ba lê thì đừng có chê nữa. Shadow! Con nhìn thấy mẹ như thế nào hả? Có phải mẹ của các con khi mặc trang phục này lên người nhìn giống như một quý bà châu Âu có đúng không? Không đời nào mà giống được. Bà xã à, em có thể thay bộ nào bình thường chút được không hả? Đã nói là không được rồi. Hả? Giáng sinh của Barbie. Khoan chờ đã. Hả? Mẹ ơi, mẹ có quên thứ gì không? Thôi được rồi, ba và mẹ sẽ về trước bữa tối. Con nhớ là ở nhà không được phá phách đó nghe. Và nhớ phải chăm sóc cho em nữa. Mẹ à, hôm nay là lễ Giáng sinh mà. Mẹ phải cho con nhiều hơn một chút chứ. Cái con bé này. Đây nè. Tuyệt quá. Không hiểu nổi cái con bé này nó giống ai mà nó mê tiền thiết ớn luôn. Ủa? Sao ai cũng nhìn tôi hết vậy? La 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 la. Không biết là mình nên mua khoai lang nướng hay là bánh bao đây. Đúng rồi, mình có nhiều tiền mà. Chị mua cả hai luôn. Barbie à, chị đi chút về liền á.
chị định đi đâu vậy? Nếu như chị mà đi chơi, em sẽ mét mẹ, rồi mẹ sẽ lấy lại tiền của chị đó. Cái thằng nhóc này. Được rồi, vậy thì chị sẽ chuyển kênh khác. Hả? Ở chính là chương trình ca nhạc. Hay quá đi. Quá, ở đây là nhóm những chàng trai chân ngắn nè. Chị ơi. Cái gì vậy hả? Cứ đi chỗ khác chơi đi. Chị đang coi nhóm nhạc mà chị yêu thích biểu diễn mà. Chị ơi, đừng có coi tivi nữa, chơi với em đi mà. Đứng em chơi một mình buồn lắm. Em mà còn như vậy nữa là chị nổi điên là thiệt đó. Vậy thì chị nổi điên vậy chơi với em đi. Hãy chơi với em đi mà. Chơi đi ha. Chơi với em đi. Chơi với em đi mà. Chơi với em đi. Chơi với em đi mà. Chị ơi, chơi với em đi mà. Bỏ tay của chị ra. Cái đồ lì lợm này. Chơi với em đi. Ôi trời ơi, không thể chịu đựng được nữa. Hả? Hả? Thôi được rồi, Babi à, chị sẽ chơi với em. Thật sao? Cái gì? Một nhiệm vụ? Em biết là ngày mai là lễ Giáng sinh, có đúng không? Nếu em muốn nhận quà từ ông già Noel thì em phải hoàn thành một nhiệm vụ. Hãy suy nghĩ đi. Em nghĩ xem trên thế giới này có bao nhiêu đứa trẻ muốn nhận được quà của ông già Noel chứ? Thật sự là rất nhiều. Nhưng mà ông già Noel thì làm sao có thể tặng quà cho tất cả các em ở trên thế giới này được, có đúng không nào? Ông ấy không thể nào làm được đâu. Ông ấy chỉ tặng những đứa trẻ ngoan thôi. Em rất là ngoan để có thể nhận được quà. Thì đúng là như vậy. Nhưng điều đó chỉ đúng tới năm ngoái mà thôi. Vì bây giờ em đã đi nhà trẻ rồi. Theo như chị nghe nói thì ông già Noel sẽ không cho quà tặng các trẻ em nào đã đi nhà trẻ đâu. Không phải, không phải như vậy. Đó là chị nói dối thôi. Em không tin lời của chị đâu. Được rồi, em muốn nghĩ sao thì nghĩ. Chị chỉ muốn tốt cho em thôi à. Còn nếu như em không tin chị thì... Nhưng mà nếu ngày mai không nhận được món quà nào thì đừng có khóc đó nha. Chị ơi chị, vậy bây giờ em phải làm cái gì? Vậy chứ, em phải học thuộc hết tất cả sao? Khi mà em đang ngủ, ông già Noel sẽ đánh thức em dậy và nói là em hát một bài mừng Noel. Vì vậy, vào lúc đó em cần phải nhảy và hát toàn bộ các bài hát này. Vì vậy, tập luyện đi. Em biết rồi. À đúng rồi, baby à. Ông già Noel cũng sẽ kiểm tra phong cách biểu diễn và nhịp điệu của em luôn đó, baby. Rốt cuộc cô vẫn từ chối phục vụ bữa tối hả? Ôi trời ơi, tức cười quá đi. Hỏi lần cuối cùng. Chị Chadu ơi, có thể giúp em được không? Mà ngày Chúa sinh ra đời, mình cùng nắm tay tươi cười, hòa bình đến cho mọi người, cùng cất tiếng ca mừng vui. Để xem đánh giá sao đây. Chị không cảm nhận được sự chân thành trong bài hát của em. Ông già Noel sẽ nghĩ như thế nào nếu như em bỏ qua phần nhảy mà cứ tập trung vào lời ca? Dạ, em đã biết rồi thưa chị. Em sẽ cố gắng luyện tập nhiều hơn nữa. Chúc may mắn nha, Babi à. Mừng ngày Chúa sinh ra đời, mình cùng nắm tay tươi cười, hòa bình đến cho mọi người, cùng cất tiếng ca. Alo, ai đó? Hả? Là Minchi hả? Sao? Bữa tiệc pizza Giáng sinh hả? Lúc 7 giờ ở nhà của Don Don sao? Rồi cùng xem phim ở nhà một mình nữa hả? Tất nhiên là mình sẽ tới. Vậy được rồi, hẹn gặp lại nha. Tuyệt vời, tuyệt pizza Giáng sinh. Em làm chị hết hồn mà. Em tập xong rồi. Thiệt sao? Thử hát cho chị nghe coi. Chun yêu đi tha ca ghi cho nè mà ấm cất chơi kéo đó. Mai cô hình nụ đi sẽ bùm đi xuống kia thả ra chỉ ghi cho nè.
Barbie à, bài hát này thật là tuyệt vời. Chị Chandu, bọn chị đang khóc sao? Chị ơi, Barbie à. Alo, ai đang gọi vậy? À, Mimi hả? Sao? Bệnh viện? Dạ, ba mẹ và em đang trên đường về thì. Trời ơi! Thật là tuyệt vời có đúng không? Anh nghĩ thế nào hả anh? Có phải là em nhìn giống như là con tiên nga không? Trời. Bà xã à? Mẹ ơi! Thật sự cũng không nghiêm trọng lắm, nhưng có lẽ sẽ về trễ vì mẹ cần phải được bác sĩ điều trị đó. Hả? Thôi được rồi, chị hiểu rồi. Mình biết ngay mà, không có gì hoàn toàn suôn sẻ. Mình phải làm gì đây? Đã có cách rồi. Em không phải là trẻ sơ sinh, em không muốn ngủ. Chị làm cái gì vậy? Vẫn còn sớm mà. Barbie à, vậy thì ra ngoài chơi ha, em chịu không? Hả? Được rồi, chúng ta cần phải dựng cây thông Noel ở trong vườn để ông già Noel có thể tìm thấy nhà của chúng ta mà tới. Em làm gì vậy? Đừng có đứng ở đó nữa, giúp chị một tay đi. Dạ được, em giúp chị liền. Thật là vui quá đi. Đúng rồi ha. Chúng ta cần phải có đèn chớp chớp nữa để ông và Noel có thể dễ dàng nhìn thấy từ ở trên cao. Đèn chớp, nhưng mà không biết nhà mình có không? Không có đâu. Cây thông Noel mà không có đèn chớp chớp thì chưa phải là cây thông Noel thật sự đâu. Bây giờ chị sẽ đi mua về để gắn lên, còn em thì ở nhà và tiếp tục làm, có được không? Em biết rồi. Chị nhớ về nhanh nha. Cậu nhóc đó thì là mắc cười quá. Nhưng mà không phải giống như em trai của bạn sao? Không hề. Em trai của mình gan hơn cậu nhóc này nhiều. Barbie à. Thôi chào các bạn nha, mình phải về đây. Chandu à. Barbie à. Nhiêu đây tiền không đủ mua đèn chớp rồi. Dạ con biết rồi ông ơi, chờ một chút con sẽ quay lại liền. Dạ đây thưa ông. Bao nhiêu đây thôi sao? Thôi được rồi. Dạ con cảm ơn ông nhiều. Ba mẹ về rồi đây nè hai đứa ơi. Ôi trời ơi, đẹp quá à. Đẹp quá à. Ông già Noel lấy tiền trong con heo đất của con rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
줄 거야.